cháu quên rồi, đi lâu rồi không đi, quên mất rồi. Đâu rồi, hồi anh Tuấn ở, đi vào đây anh Tuấn. Bây giờ đi dâng hương ở đâu nhỉ? 15 người. Và 4 người xong. Không. Trước sau gì vẫn lấy hai, vẫn phải lấy hai bó hoa và tiền đấy là tiền hoa hương thôi. Còn không phải là tiền phí lấy người đâu, mà là tiền hoa hương này thôi. Tức là họ lấy cái số lượng là xem mỗi một năm sẽ có bao nhiêu đến lượt đến tham quan thôi, chứ không phải là họ thu tiền. Ông thu tiền, ai họ cũng thu 105.000 hai bó hoa cả, không không phải là thu lượt người. Đi à, đi vào đi anh, đi vào dâng hương đi. Mình vào mình dâng hương đã. Đi đường nào ấy nhỉ? Mình... đi kiểu gì nhỉ? Có ai đi ngược như mình đâu. À đi đi đi, đi vòng đường này. Tí nữa mình sẽ đứng đây chụp ảnh thôi. Linh ơi. Chị Hồng ơi, bóng đâu rồi? À. Ngồi xe thì không say. Ngoan. Bà nội bảo nghe là nghe ngay. Bà nghe bà lắm. Vân là cô đây. Mua đi 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 ạ. Mua. Mua gì?